Xin kính chào các bạn, quý vị, mình là Trường Goku. Hôm nay mình sẽ làm một cái trận thứ hai. Thì hôm qua mình đã có một cái video về cái tem Vegeta đối với Gohan. Và hôm nay mình sẽ cho toàn nhân vật kinh khủng nhất Dragon Ball Z. Đầu tiên chính là Gogeta mà thành thừa. Thứ hai chính là anh Vegito, vâng, Super Vegito. Với là Super Vegeta, à quên, về Gogeta. Ok, mình sẽ chọn toàn Goku luôn. Thầy Goku cấp 3. Các bạn cũng biết tên danh của mình là Trường Goku nhỉ, chọn Goku hay chọn thằng mẹ. Ở đây vẫn còn Goku cấp 1, hay quá. Đậu xanh. Còn Goku bình thường này. Mình sẽ không chọn là Goku nữa. Hôm qua chọn đánh ngu vãi cả nồi. Ok, đủ cấp, đủ tất cả mọi cấp rồi, thiếu cấp 2 thôi. Rồi chúng ta sẽ đợi thằng Thành Béo nó chọn chọn tuyển thủ để đấu. Ok, mình sẽ chọn map. Anh em có nhu cầu tem nào đối với nhau và đánh ở trong map nào thì comment ở bên dưới nhá. Mình sẽ có một cái video làm. Xấu phải. Đánh đây. Ok. Các bạn có thể thấy đôi này đánh nhau khá là quen. Và chắc chắn cái thằng này thằng nào tên là gì nhỉ? Ừ, Zanemba sẽ thua. Xôi. Vừa vào đã ăn hành này. Nhục lắm, nhục lắm. Giờ trong phim ít ra nó còn thoát được một tí nữa. Đuổi đi bạn. Ôi chết rồi. Chết. Thầy dùng doping các bạn ạ. Chính mồm nó bảo thế luôn. Mày doping quay chứ bẩn à, không bảo lại ca kia đâu. Nào. Cần đích, đại ca tội lực, đại ca thắng mày. Chỉ cần full lực là mình thắng chắc các bạn ạ. Cho chấp là ngày dùng lực của bố nó. Nào. Ôi chết, nó mắc power rồi. Chạy thôi, mình xin chạy. Anh em đừng có lem đá. Gì. Ôi chết rồi. Chuẩn. Nó xịt rồi. Ồ không, chẳng lẽ Gogeta lại thua ra là bà. Mẹ ra là bà. Kiểu liệu có phải là xịt anh ấy. Xôi. Ngay sau khi Gogeta cho Zanemba một chút thời gian để đánh thì thì mình lại ăn anh. Đừng thế, để anh đánh mày để cho hay. Xôi, các bạn nghĩ tốc độ của thằng này tuổi lanh. Ở trong màn hình thì mình chỉ cần dùng chiêu cuối thằng này chết rồi, cho nên là ở đây cũng thế. Riêng chú. Xôi, mình sẽ tụ cho đầy lực và giết thằng kia trong 3 giây. Các bạn tin không? Phắc. Ô phắc không dùng được chiêu. À, mình dùng có đấy. What the fuck? Oh shit. Không sao, Goku cấp 3 cũng không ăn được rồi. Nếu mà trong đời ra Dragon Ball Z thì cái này hình như là ngoại truyện nhỉ. Nếu mà trong tập ngoại truyện đấy thì cấp 3 không ăn được, nhưng mà trong này thì nó cũng thế. Cũng thế là. Không sao. Các bạn chuẩn bị nhìn combo của mình đây. Dịch chuyển. Mình sẽ đánh liên hồi cho thằng này không cả kịp trở tay luôn. Trời ơi, chú thấy linh. Ui trời, 17 hit liền, ghê thật. Mình đánh ghê vậy. Mình sẽ cho lên đến 100 hit rồi mình thả. Thôi đi cưng. Ôi chết rồi. Phắc. Cứ đấy. Ok, mình sẽ bắt đầu đánh thật đây. Này, tuổi lành. Một khi cấp 3 đã tức nha, các bạn nghĩ gì? Thằng béo ăn được. Nếu các bạn có xem cái clip hôm qua thì ở cuối video có câu chuyện. Cuối video một thằng béo thì hôm nay đối thủ của mình cũng chính là cái thằng béo đấy. Vâng, Kamehameha. Sồi, nghĩ gì bắn trúng được mình, Trường Goku mà các bạn. Sồi, chạy sợ chạy các bạn, chơi bẩn nhờ. Ai thấy nó chơi bẩn thì nhớ cho một like nha. Và nhớ phải đăng ký kênh cho mình để sớm được lướt bán. Ok. Ấy, Kirin thắng này. Thắng Goku mới thắng nhá. Mình có cảm giác là Kirin từ bé đến lớn chiều cao nó tăng được vài cm. Ui chết rồi. Chiều này không ăn gì anh đâu. Chiều này chặn được Freeza thôi em à. Vâng, chiều này nó đuổi theo người sao nhỉ. Ok, mình sẽ đuổi lại Gogeta. Cho nó chết bà đi. Mình chết đi cưng à, Gogeta có chết. Đây là Vegito. Vâng, vừa rồi mình là một pha nhầm lẫn. Quá giống nhau luôn. Chỉ khác mỗi cái áo. Đậu răng. Xịt. Trúng rồi. Super Kamehameha. Các bạn nghĩ không trúng. Mình sẽ lao vào nó và xử tử nó vậy. Nghĩ gì. Ôi chết rồi, chắc tụi mình không đủ lực. Tí thì bắn trường nó rồi. Không. Nó mới nhả đi để anh lên lợi vật lợi công đã mày. Không bao giờ trúng được đại ca nhá. Ôi chết. Tí lao đầu vào dọ. Hay quá. Mày à, bưởi. Ông bóc bưởi mày luôn nhá. Ông bắt bởi nữa. Thái Dương Hạ San đây mà. Chắc là có Thái Dương Hạ San đấy. Nào bây giờ chơi hai thằng dùng chiêu cuối không? Nào, rồi dừng. Dừng anh làm gì nữa? Dừng đi anh làm gì? Ok, bây giờ thì chúng tôi sẽ chuẩn bị đấu chiêu cuối. Thằng kia đéo dẻo nó xuống để làm cái đéo. Chắc là xuống lạp ánh sáng cho đầu. Ok, mình đã mắc power. Thằng này rồi. Từ. Fire Kamehameha. Chết, các bạn thấy sấm sét xung quanh người tôi không?
xem thằng nào thắng nào 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 xem thằng nào đảo đảo quay tay nhanh hơn. Ui, chưa rồi mình thua. 20.000 máu. Mình quên mất là phải quay tay đậu xanh. Đậu vọng như okay. Vâng, đây là Goku cấp 1 lúc đánh với đây là Goku lúc đánh với Frieza. Vâng. Okay. Piccolo tuổi gì các bạn nghĩ gì? Piccolo từ đầu chuyện đến cuối chuyện không hề được Goku các bạn hiểu không? Da xanh, da xanh này. Nào da xanh. Ai fan Piccolo thì cấm chửi đại ca. Da xanh này. Sệt. Ok thì mình là người thắng bởi vì cái số lượng máu của what the fuck? Thằng kia là thắng. Đậu xanh. Mình có chết con nào đâu nhỉ? Lạ phải. Tôi rất buồn nhưng mà thôi video mình kết thúc. Nếu thấy hay các anh em nhớ like, share, subscribe và comment chia sẻ ý kiến bên dưới nếu muốn đội hình nào đấu đội hình nào. Lại một lần nữa thì thằng béo nó lại vào video. Đây là thằng luôn luôn đánh thua mình nhưng hôm nay tự nhiên nó xuất thần bãi cả nồi. Thôi, video mình đây kết thúc. Bye bye. Thế thôi nhỉ?